thấy phiếu à vận chuyển ra này là anh chị thấy uy tín rồi đúng không? Hàng này xuất xứ từ Mỹ ha. Đó và những cái điều này thì em cần sang về. Đúng Mà chị. đây là cái dòng ThinkPad D14S new siêu luôn anh chị. À Gen 3 ha. Cái con máy này nó chạy chip Ryzen 7 RAM 16 ổ cứng 512 và đặc biệt nó có card màn hình RGB 2G. Đó, giúp cho anh chị nào làm những cái tác vụ mà đồ họa nhẹ nhẹ, ok, lướt được hết luôn. Và chip Ryzen 7 bây giờ nó ngon lắm nha. AMD bây giờ nó ngon lắm. Thứ nhất á, là nó tốn ít điện năng này, thứ hai là nó không nóng nữa anh chị, đó nó mát hơn ngày xưa rất nhiều. Thứ ba á, là nó khỏe nha. Đó, và giá thành nó cũng rất là ok. Lúc nào nó cũng rẻ chip Intel hết, đặc biệt nha anh chị. Bởi vậy em nói chip AMD bây giờ được rất là nhiều anh em game thủ này hoặc là những anh em làm ở đồ họa nào kia họ săn để họ sử dụng anh chị. Giá thành nó vừa rẻ, chất lượng nó vừa ngon ha. Rồi bây giờ anh Cường khui một cái máy ha để cho cô chú anh chị xem cái mẫu này và những cái chiếc máy mà em Cường khui hộp như vậy nè, em sẽ giảm cho cô chú anh chị 500 ngàn à, đi học nè hoặc là ví dụ mình mua để mình làm việc ha, đi công trình nọ kia bụi bẩn nọ kia thì em nói là quá tuyệt vời luôn, rất bền anh chị. ThinkPad dòng B 14S đó, rồi những dòng T nọ kia thì nó một cái gì đó rất là huyền thoại ha, đặc biệt là bền trâu dữ lắm. Đó, New Siêu thì trong đây nó có cái tem hãng anh chị ha, tem niêm phong này nè, đó em Cường xé ra cho anh chị xem cái mẫu này ha. Thì thật ra cái mẫu này nó cũng bình thường anh chị, ThinkPad thì cái mẫu nó na ná nhau vậy đó. Đó đây cái mẫu này anh chị nhìn này. Đó, nó cũng không có quá là dày anh chị ha, rất là nhẹ nha anh chị, chỉ có cân nặng khoảng ký hai thôi, ký hai ký ba thôi đó. Đó được xem mẫu rồi được em Cường giảm tiền nữa à, nhưng mà mình review mà mình không cho mọi người xem mẫu thì đâu có được đúng không mọi người, muốn bán hàng á phải cho khách hàng trải nghiệm đó, ít ra là phải xem được cái mẫu đầy đủ cổng luôn chị nè, cổng A nè ha, rồi bên đây là có hai cổng C nè, một cổng wireless nè, một cổng HDMI nè và một cổng A nữa, thì đầy đủ các cổng cho anh chị sử dụng tác vụ cho nó thoải mái thuận tiện, không có cần phải là chờ cái húp cái đồ kết nối chỉ nó rườm rà đúng không anh chị. Rồi ThinkPad thì cái màu đen của nó truyền thống từ xưa giờ ha, đen mạ nhung nha anh chị, nhìn cầm rất là nịnh tay luôn á à, và cái dòng này thì đặc biệt là ăn chắc mặt bền. Cô chú anh chị nào mà muốn con em mình hoặc là muốn mình sở hữu được những cái chiếc máy này nè để mà sử dụng lâu dài ổn định á, thì em nói là những cái dòng ThinkPad này rất ok nha, em không có nói nó là vô đối à, hay là tuyệt đối gì hết, tại vì em nói mỗi thứ á, thì nó đều có tương đối thôi anh chị, nó không có tuyệt đối được. Thì cái mẫu này nè nó bền nó ngon, giá này cũng tốt nha, 2009 thôi, nhưng mà bù lại thì cái mẫu mã nó không có đẹp anh chị, nó cứ cùi cui vậy đó à, nhưng mà em nói cui vậy thôi nha nhưng mà nhiều anh chị là mê xài nó dữ lắm, mà xài nó rồi là hầu như không thể nào chuyển qua cái dòng khác được nữa, đó là em Cường thú thiệt luôn à. Rồi cô chú anh chị cứ tham khảo ha à, và hàng hóa bên em Cường á, thì là tình trạng có làm sao em Cường sẽ báo như vậy. Thứ hai nữa khi mà cô chú anh chị mua hàng bên em á, thì à, được cái chính sách bảo hành à, đổi trả nọ kia nó rất là nhanh lẹ, cứ máy lỗi đem đến đây em Cường kiểm tra nọ kia ngay tại chỗ luôn. Mình hiểu cái thời gian của khách hàng là quan trọng, nhưng mình cũng vậy thôi.